ngày 9 tháng 10, 1954, sau lễ hạ cờ Pháp, đúng 16 giờ, những người lính Pháp cuối cùng rời khỏi Hà Nội trên cầu Long Biên, đánh dấu chấm hết cho sự hiện diện của quân Pháp ở thủ đô Hà Nội. Quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố. Các cánh quân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tập trung ở các cửa ô xung quanh thành phố, sẵn sàng cho lễ tiếp quản thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954. Trên thực tế, công tác chuẩn bị cho ngày tiếp quản thủ đô đã được chuẩn bị từ trước. Thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân về phùng tới Hà Tây để tập duyệt đội ngũ và học nội quy về tiếp quản thủ đô. Đúng 3 giờ sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954 thì chúng tôi được lệnh hành quân từ Hùng đi vào tiếp quản thủ đô. Tôi đi theo con đường Cầu Giấy và tiếp quản cột cờ và đồng thời bảo vệ 24/24. Trên đường về thủ đô, trong không khí hân hoan sau chiến thắng, khi dừng chân tại Đền Hùng gặp gỡ các chiến sĩ đại đoàn 308, đơn vị vừa lập công lớn tại Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một câu bất hủ: các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Sáng ngày 10 tháng 10, 1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân gồm có bộ binh, pháo binh, cao xạ, cơ giới mở cuộc hành quân lịch sử từ năm cửa ô tiến vào Hà Nội. 20 vạn nhân dân thủ đô với cờ hoa rực rỡ 36 phố phường hân hoan chào đón đoàn quân chiến thắng. Cả Hà Nội ngập tràn niềm vui giải phóng, niềm tự hào vô hạn. 15 giờ ngày 10 tháng 10, 1954, hàng vạn nhân dân thủ đô Hà Nội và các đơn vị quân đội tiếp quản thành phố trang nghiêm, dự lễ chào cờ long trọng. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh cột cờ cổ kính. Trong thư gửi đồng bào Hà Nội sau ngày giải phóng, Bác Hồ viết: 8 năm qua, chính phủ đã phải xa rời thủ đô để kháng chiến cứu nước. Tuy xa, nhưng lòng chính phủ luôn gần cạnh đồng bào. Ngày nay do nhân dân ta đoàn kết nhất trí, quân đội ta chiến đấu anh dũng, hòa bình đã thắng lợi, chính phủ ta lại trở về thủ đô với đồng bào. Muôn dặm một nhà, lòng vui mừng khôn xiết. Bài hát Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao sáng tác từ năm 1949, khi cuộc kháng chiến đang trong giai đoạn ác liệt nhất. Thật kỳ lạ, lời ca của bài hát trùng khớp với những hình ảnh đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng thủ đô. Quân ca.